Xin chào tất cả mọi người đến với X Channel. Và các bạn có thấy là trên bàn mình có gì đặc biệt không? Đây chính là chiếc HP Spectre X360 phiên bản mới nhất. Và hôm nay hãy ngồi xuống đây để cùng mình nói về em này nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi được trên tay em này đó chính là nó rất là nhỏ và nhẹ. Máy thì chỉ nặng từ 1,3kg thôi, còn mỏng thì chỉ từ 16,9mm. Kích thước của em nó thì nó nhỏ hơn hẳn so với người tình nhiệm năm ngoái. Và thậm chí là với kích thước như thế này thì các bạn có thể bỏ vừa cả một cái phong thư như vậy mà nó vẫn còn trống đi rất là nhiều chỗ. Điều này đến từ cái việc là cái viền màn hình của em nó thì nó rất là mỏng ở cả ba cạnh. Và tỷ lệ màn hình so với mặt trước là 90%, rất là lớn. Cùng với đó là một chiếc màn hình chỉ là vừa đủ sử dụng thôi là 13,3 inch. Một chiếc máy vừa nhẹ vừa mỏng thì sẽ giúp cho cái việc đi làm của bạn trở nên thoải mái hơn. Mình thì giờ gần đây sẽ chuyển qua cái loại mà cặp táp á các bạn, mà đeo chéo như thế này chứ không còn sử dụng ba lô nữa. Cho nên khi mà mình đem rất là nhiều đồ trong cái cặp của mình thì nếu mà cái máy này nó quá nặng thì mình sẽ bị đau vai ở một bên. Chưa kể đến việc là chiếc adapter trong cái máy này thì nó có công suất là 65W, tuy nhiên kích thước của nó thì nó còn chút xíu thôi. Trước đây thì mình thấy là có nhiều dòng laptop thì nó mỏng, nó nhẹ ok rồi đó, nhưng mà cái củ sạc đi kèm thì vẫn to nặng như bình thường. Cho nên khi mà tổng khối lượng lại có toàn bộ combo các bạn mang theo trên người thì nó không nhẹ hơn bao nhiêu hết. Và mình hoàn toàn không thích điều này một chút nào cả. Em này thì rất là nhẹ và nó cũng rất là đẹp. Mình thì mình rất là thích kiểu thiết kế mà cứng cáp nhưng vẫn sang trọng và thanh lịch như thế này. Viền khung máy thì chúng ta sẽ có những cái điểm nhấn phay xước có màu vàng đồng thau, màu sắc nhẹ nhàng hơn so với cái màu vàng đồng các bạn thường thấy, tạo nên sự kết hợp tinh tế với cái màu xanh biển sâu của toàn bộ thân máy. Chữ Spectre cũng như logo được thiết kế nhìn tối giản và cảm giác rất là hiện đại. Phần khung máy thì được cắt CNC rất là tinh xảo, giống như là đang gia công những viên đá quý vậy bạn. Và những cái đường vát như thế này sẽ giúp cho cái việc là cảm giác khi các bạn sử dụng nó còn mỏng hơn nữa, và cũng có thể giúp cho người dùng dễ dàng mở máy bằng một tay ra để mà sử dụng. Một điều hay ho nữa là HP cũng có tặng kèm một cái bao da đính kèm khi mà chúng ta mua chiếc máy này luôn. Và cái bao này các bạn có nhìn thấy nó rất là sang luôn. Về mặt nội công phía bên trong của chiếc laptop này thì chúng ta sẽ có những chip Intel Core i7 đời 10 1065G7 với 4 x 8 luồng. Đây là vi xử lý 10nm cùng với mức TDP thì chỉ có 15W thôi, giúp máy khi mà chúng ta vận hành trong những cái thang bộ hàng ngày thì nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn và mát hơn rất là nhiều. Chiếc HP Spectre X360 năm nay còn được trang bị 16GB, đây là RAM LPDDR4 3200, 512GB lưu trữ SSD PCIe, và cũng như là chúng ta sẽ có thêm là 32GB bộ nhớ Intel Optane. Nhờ đó thì mỗi laptop này có thể chuyển trạng thái từ khi mà chúng ta đang ngủ sang hoạt động rất là nhanh. Cứ là các bạn có thể đút cái máy này vào trong ba lô chúng ta, sau đó khi mà chúng ta cần chúng ta chỉ cần đặt cái máy xuống, chúng ta mở máy lên và chúng ta sử dụng ngay, không cần phải đợi cái thời gian mà máy khởi động lại từ đầu nữa. Với những bạn nào hay di chuyển để mà làm việc nhưng mà đừng có di chuyển trong thời gian này nha. Nhưng mà mình thì cũng đã test luôn về cái viên pin của chiếc máy này thì thực tế nó sử dụng đâu đó từ khoảng từ 18 đến 20 giờ liên tục đối với những cái tác vụ bình thường. Với thời lượng pin nhiều như thế này có nghĩa là các bạn có thể sử dụng một chiếc điện thoại, nó đầy pin và các bạn sử dụng hết pin trên điện thoại luôn. Tuy nhiên chiếc máy vẫn còn vận hành, vẫn còn pin để chúng ta sử dụng. Đây là ưu điểm dành cho những anh chị nào mà chúng ta hay đi những đường bay khá là dài mà chúng ta không cần phải sạc pin lại trong giữa chặng bay nữa. Và nếu như mà chiếc máy bay có tắt đèn trong khoang đi nữa thì chiếc bàn phím vẫn sẽ có đèn nền bắt LED để mà các bạn không bao giờ bị gõ nhầm luôn. Mình thì chưa quen cái layout này cho lắm cho nên thì vẫn còn hay gõ nhầm, nhưng mà có thể là khi mà chúng ta làm quen được một thời gian nữa thì cái việc này thì khá là tự nhiên thôi. Mình đã khen khá là nhiều về thiết kế rất là đẹp của chiếc máy này, nhưng mà đối với cái màn hình thì còn đẹp hơn nữa. Đây là một trong những số màn hình mà khi mà nhìn vào là mình sẽ có cảm giác lưng liền luôn. Thông số phần cứng của chiếc màn hình này sẽ là 4K Ultra HD OLED. Màn hình sẽ có tính năng là chống phản chiếu để đảm bảo sự riêng tư và độ sáng cực cao lên tới 400 nits và bao gồm cả HDR nữa các bạn. Và có thể là nhiều bạn cũng biết là khi mà chúng ta có một chiếc màn hình OLED có hỗ trợ HDR thì cái hình ảnh cho ra lúc nào nó cũng trung thực và nhìn rất là đã luôn. Thực tế đối với bản thân mình thì khi mà lần đầu tiên trải nghiệm chiếc máy này thì mình đã xem video suốt thôi, bởi vì nhìn màn hình nó sướng quá mọi người. Nhìn cứ bị hút vào cái màn hình này luôn và cảm giác rất là phê trong cái chuyện này. Đối với chiếc màn hình này thì các bạn còn có thể gặp lại 360 độ như thế này. Và khi gặp lại như thế này thì nó có thể trở thành một chiếc máy tính bảng để mà các bạn có thể sử dụng. Và tất nhiên là trên chiếc màn hình này thì chúng ta sẽ có màn hình cảm ứng và trong hộp chúng ta cũng được tặng luôn một cái bút cảm ứng đi kèm như thế này, chúng bạn không cần phải bỏ tiền ra mua thêm. Về phần loa của máy thì các bạn sẽ có thể thấy là chúng ta sẽ được chứng nhận bởi Bang & Olufsen.
Phần loa này thì sẽ được đặt ở dưới thân máy, giúp cho khi mà âm thanh phát ra thì sẽ tán xạ vào phần mặt bàn, sau đó sẽ khuếch đại tốt hơn để mà khi mà chúng ta nghe thì nó sẽ ấm hơn và hay hơn. Band Olufsen thì cũng đã nổi tiếng bởi vì đây là một thương hiệu tiêu biểu cho một cái không gian sống xa xỉ. Phong cách và âm thanh của họ thì họ sẽ chú trọng về mặt chi tiết cũng như là âm thanh tròn đầy, chứ không phải là về phần âm lượng cũng như là âm bass. Chính vì vậy loa trên chiếc máy này thì các bạn sẽ nghe là nó không quá to nhưng lại mang lại độ chi tiết cực kỳ cao. Cái dàn âm thanh rất là tách biệt với nhau chứ không bị lẫn vào nhau như là chiếc laptop khác thông thường. Tuy là cái phần viền màn hình nó khá là mỏng nhưng mà HP họ vẫn rất là hay khi mà vẫn có thể tích hợp được một chiếc camera ở ngay viền trên của máy luôn. Và nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể tắt nhanh chiếc camera này ở một nút gạt ở bên phía cạnh hông, thay vì chúng ta phải dán băng keo lên phần camera này trông thì rất là mất thẩm mỹ. Nút gạt này là nút gạt điện, tức là ngay lập tức là sẽ ngừng cung cấp điện cho camera luôn, chứ không chỉ là tắt ở phần mềm đâu, cho nên các bạn thấy yên tâm. Đã tắt được camera thì phần micro của máy này cũng tắt rất là nhanh luôn, cũng với một nút bấm ngay trên bàn phím chúng ta mà thôi. Mặc dù thông thường thì tính năng này đối với một số dòng laptop trước đây thì nó mang cái tính là trấn an người dùng nhiều hơn, nhưng mà trong cái mùa dịch như thế này thì mình lại thấy nó khá là hữu ích, bởi vì khi mà chúng ta làm việc ở nhà rất là nhiều đúng không, kéo theo đó là số lượng cuộc gọi mỗi ngày thì cũng sẽ tăng theo luôn. Và mọi người cũng biết rồi đó, khi mà chúng ta làm việc ở nhà thì chắc chắn chúng ta thường hay mất tập trung và chúng ta cần phải tương tác với người thân nữa, cho nên là dễ thôi, các bạn có thể gạt một cái là tắt ngay camera, chúng ta nhấn một nút là chúng ta tắt luôn cái phần micro luôn. Một điểm cộng khác đó chính là chiếc máy này thì cũng được trang bị một cái cảm biến vân tay một chạm, và chúng ta cũng sẽ có camera hồng ngoại luôn, để mà khi mà chúng ta đăng nhập thì nó sẽ bảo mật và tiện dụng hơn với Windows Hello. Mình đã quen cái việc khi mà đăng nhập vào máy dùng vân tay rồi, cho nên bây giờ nếu mà chiếc máy nào không có vân tay thì khi mà sử dụng phải gõ lại mật khẩu rất là mất thời gian, và mình hoàn toàn không thích điều đó. Nãy giờ mình khen rất là nhiều rồi nhưng mà bây giờ mình cũng phải chơi em nó, bởi vì chắc chắn chiếc máy nào cũng sẽ có điểm yếu cả. Thì đối với chiếc máy này thì mình trông chờ nhiều hơn về một chiếc cạc màn hình rời. Mặc dù thì chiếc máy này thì sẽ tập trung hơn về phần văn phòng, làm việc, doanh nhân này nọ các thứ, nhưng mà mình thực sự là mình vẫn thích là một chiếc máy có cạc màn hình rời nhiều hơn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Còn các bạn, những ngày hôm nay chúng ta ở nhà thì các bạn có thấy khó chịu với chiếc laptop chúng ta hay không? Các bạn đang tìm kiếm một chiếc laptop mới hay không? Thì hãy để lại bình luận bên dưới video nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ nhấn like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho bọn mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!